Sáng sớm nay 14 tháng 2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo ngày hôm nay 14 tháng 2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 và cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ tới trên đất liền nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong dông, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 đến 22 độ C, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 giật cấp 6. Vùng biển có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh trong dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m Khả năng từ ngày 16 tháng 2, gió giảm xuống cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2 m